Thôi, như vậy là tốt nhất cho mọi người lắm rồi. Ê, anh phải mấy người vậy? Bọn tôi lại trong đó. Ôi giời, tôi phải làm sao đây? Ôi, tình thương thật chê bai. Vì cô vẫn luôn tin tưởng tôi. Từ giờ tôi sẽ tin vào chính mình. Wow! 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 Wow!